Chào các bác, hôm nay em lại tiếp tục nói với các bác về cái vấn đề máy rửa bát. Thì nhiều bác khách hàng thì vẫn còn chưa khi chưa dùng thì vẫn còn nghi ngờ không biết máy rửa bát rửa nó sạch không. Thì hôm nay đây em cũng rửa ở nhà và cũng tiếp tục lại lên sóng để các bác cùng tham khảo về cái ưu điểm của máy rửa bát. Thì nó rửa rất là sạch bằng nước nóng, mình có thể điều chỉnh nước lên 80 độ C, rửa xong thì các bác sờ vào đây bỏng tay luôn. Ở đây em vừa rửa xong, không hoàn toàn không dùng chế độ sấy đâu nhé, bát đũa sạch khô cóng luôn. Rửa xong nước nóng 80 độ thì các bác có thể mở cửa ra một chút thì cái hơi nước đã bay hoàn toàn đi rồi, sạch siêu sạch luôn ạ. À, đấy mình nói với các bác là như thế, sờ cần két két luôn, có nghe tiếng được sạch luôn ạ. À, máy rửa bát thì nó cái ưu điểm của nó là rất là tiết kiệm điện và nước, gần như cái lượng nước nó chỉ hết 11 lít thì không đáng bao nhiêu cả, và lượng điện thì hết có nửa số thôi. Nhưng em dùng thì tiết kiệm chút thì em cũng không mấy khi em để chế độ sấy, thường thì chỉ rửa xong thôi chứ không dùng chế độ sấy. Đây như này là sấy 30 phút này, đấy các bác có thể bật lên 80 độ C. Thì ví dụ với cái thời tiết mà nộm như thế này thì rửa bát xong rất sạch sẽ an toàn. Đây những cái cốc thủy tinh này không hề dùng một tí hóa chất để rửa nào các bác nhé, rửa hoàn toàn bằng nước nóng luôn. Đấy, các bác nào mà đã mua rồi thì các bác sẽ thấy cái lời em nói là đúng. Cái người Nhật họ đã làm ra những cái sản phẩm thì họ đều phải có những cái kiểm chứng và họ trải nghiệm rất là lâu rồi thì mới mới đưa ra thị trường, chứ không phải là cứ bừa bãi đưa thị trường. Là trên các bác cứ yên tâm là máy rửa bát rửa thì rất là sạch, không bao giờ phải lo lắng gì về cái độ sạch của nó hay không cả. Bác nào nhà mà có điều kiện thì nên đầu tư lên một chiếc máy, nhất là rửa ở cái độ nước nóng này thì các bác bao nhiêu cái vi khuẩn nhất là nó chết hết. Đấy, và rất là sạch, không cần phải dùng nước với hóa chất tẩy rửa, rất là sạch sẽ. Đấy, chỉ sợ nhà các bác không có điều kiện, như còn bác nào có điều kiện thì cứ nên sắm đến một chiếc máy rửa rất là sạch sẽ. Còn nhiều người quan niệm bảo là rửa mấy phút thì nó xong, đương nhiên rửa ngoài thì đương nhiên nó sẽ nhanh hơn rồi, nhưng máy thì mình cũng chỉ việc mình xếp vào thôi, mình chờ thôi, mình chứ mình cũng không cần phải phải làm gì cả, mình cũng không cần phải đứng đấy mình nhìn nó rửa bao lâu. Nó rửa không sấy thì mất tầm hơn một tiếng một chút đấy. Thì còn các bác nào đã mua thì em bán, có những bác mua đến 5, 6, 7 cái cho người quen, người gia đình rồi. Rửa cực kỳ sạch và hiệu quả, máy Nhật nó rất phù hợp với cái gia đình Việt của mình, nó nhỏ gọn. Đấy, nhiều bác thích rửa xoong, thì xoong thực ra nấu thì nó chỉ có một hai cái xoong thôi. Mình mà mua máy rửa xoong nhiều khi ít bát đũa quá lại ngại, lại trả tiếc tiền điện, lại có khi mua cái máy to về lại chả muốn rửa, lại rửa tay. Trên các bác mua những cái máy xoá bộ này của Nhật nó rất phù hợp. Mà cái người Nhật họ làm, họ tính toán rất là cẩn thận. Cái máy rửa xoong thì thường nó sẽ bị phôi những cái chất bẩn ở những cái xoong chảo này ra, kể cả bác dùng bếp từ thì nó vẫn cứ bẩn, vẫn phôi ra các cái bát đũa, nó mất vệ sinh an toàn. Cho nên là cái máy rửa bát Nhật tại sao họ không làm cái vườn rửa xoong thế, chứ họ làm thì thừa khả năng. Nhưng người Nhật họ cẩn thận sạch sẽ, họ không làm. Những bát đũa thì ở đây úp được những cái đĩa rất là to thôi nhé, đĩa này thì nó rơi tầm đường kính nó chắc nó phải 25 phân, cũng xếp thoải mái, không có cái gì cả, vô tư. Các bác nào có nhu cầu mua máy rửa bát thì em có rất là nhiều loại, giá từ bình dân 3 triệu trở lên cho đến những cái chiếc máy mới hơn 10 triệu. Đấy, những cái mã TR7 này thì giá nó là 8 triệu rưỡi thôi nhé. Đây, mẫu mã rất là đẹp, hiện tại trên cửa hàng nó còn rất là nhiều. Đây là những cái chiếc máy em đang để ở nhà. Bác nào có nhu cầu thì các bác liên hệ với em ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Cảm ơn các bác.